Ôi, ơi. Đó, đó, đẹp đẹp. Ôi, anh sẵn ba hốt thuốc gan, bác sĩ chạy, bác sĩ nói giờ uống uống vô chạy thận là lên giường là nó giật chết. Nên không uống. Nghỉ uống rồi. Nghỉ uống luôn. Nghỉ uống rồi. Nhưng giờ, mà lúc nào thấy anh cũng lạc quan ha. Giờ bác sĩ chạy còn những nó lạc chứ không lạc. Sực đùng dữ lắm. Cái người bệnh là vợ của anh đi. Anh có bỏ vợ anh không? Những người đàn ông thì không có bỏ. Mang một cái bụng như bụng bầu. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Là nó gò hay sao anh? Có cục rồi nè. Làm như là có tưởng tượng giống như là có em bé trong giỏng vậy hả? Có cục đi nè. Tự nhiên nó gò lên cái nó đau. Là nó gò gò lên ha. Gò gò rồi nó lâu cái nó gò lên cái nó gò hay nào nó gò à. Muốn gò lên gò ha. Không có biết. Anh niệm Phật là cái gò đó là nó từ từ nó dịu xuống. Rồi gia đình Tâm Ngọc cũng như kênh Phong Nguyễn xin kính chào ông bà cô chú anh chị, xin chúc tất cả mọi người một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc ạ. Hôm nay tụi em có xuống tới xã Phước Long, vùng Trôm, Bến Tre để phát các phần quà yêu thương của mấy anh mấy chị ở nước ngoài cũng như trong nước gửi đến cho bà con. Cụ gồm của ai vậy em, nhớ em nhắc giùm đi. Dạ của chú của Phong với chị Tâm Độ. Chị Tâm Độ với chị Hảo ạ. Chị Hảo hả? Dạ. Chị Hảo là chị hôm đó cho tiền sửa cái hội trường này hả? Dạ, lát vô đó. Chúc vô cảm ơn chị nữa nha. Rồi anh Ly mà mình mời bà con mình tới chưa anh? Dạ dạ, giờ nói chung thì mời bà con mình 10 giờ ngày hôm nay để nhận quà bà con giờ đến đầy đủ rồi anh. Dạ giờ có thể nếu mà được thì mời anh chị vô mình nói chuyện xong xuôi cái mình chắc mình trao quà cho bà con ấp Phước Mỹ, xã Phước Long, anh Tâm và chị Ngọc. Trước khi vô anh cảm ơn mấy anh chị. Dạ, thì trước mắt thì em cũng thay mặt chính quyền địa phương cũng như bà con nhân dân ấp Phước Mỹ thì cũng cảm ơn chú Phong và chị Tâm Độ và chị Hảo đã hỗ trợ. Chú của Phong. Chú của Phong đã hỗ trợ cái mấy chục phần quà hôm nay. Thì em cũng rất cảm ơn thì với cái tinh thần để cho bà con khó khăn của ấp Phước Mỹ cũng như xã Phước Long nói chung thì nói chung vượt qua những cái đôi lúc khó khăn nói chung trong cái hạn mặn vừa qua, nói chung cũng rất cảm ơn. Dạ thì trước khi mời bà con đi vô tham gia phát quà với tụi em thì cũng xin giới thiệu với bà con đây là em Kiều, là em là gì ở đây nè, nói cho bà con nghe đi. Là hội chi hội phụ nữ của ấp Phước Mỹ. Chi hội phụ nữ bà con biết không, mỗi lần tụi em xuống đây là cái cực khổ cái gì là coi như là em này lãnh đủ quá bà con. Thì nhân đây thì cũng xin trước tiên thì cảm ơn quý mạnh thường quân và sau đó cũng cảm ơn em rất là nhiều nha. Rồi em có cũng muốn nói lời nào với lại dạ, quý mạnh thường quân em không? Cũng xin chân thành cảm ơn quý mạnh thường quân là chú của Phong, chị Hảo, rồi chị Hảo chị Tâm Độ đã mong kết nối lâu dài để có những phần quà dành cho bà con khó khăn ở địa phương của em. Xin chân thành cảm ơn các anh các chị. Rồi, giờ mời bà con đi vô. Dạ, dạ. Ôi đó đẹp ôi, anh sẵn quà nữa kìa. Sẵn cũng ổn hả anh? Hay khỏe đi được. Trời ơi, cái bụng bữa nay quá trời bự rồi. Nó qua gan mà. Dạ. Nó bác sĩ chạy rồi. Bác sĩ chạy anh? Dạ, ba hốt thuốc gan bác sĩ chạy, bác sĩ nói giờ uống vô chạy thận là nó lên giường là nó giật chết. Nên không uống. Nghỉ uống rồi. Nghỉ uống luôn. Nghỉ uống rồi. Nhưng giờ, mà lúc nào thấy anh cũng lạc quan ha. Giờ có giờ bác sĩ chạy còn những nó lạc chứ không lạc. Ở trong bụng anh còn thấy có gì điều gì lạ nữa không? Không, không vậy. Thấy thương không bà cô bác? Anh hôm bữa là Phong Nguyễn đã ghi hình chia sẻ rồi. Nói đây là vợ ảnh bỏ rơi ảnh. Trong bụng là luôn có sự cồn cào giống như là một cái gì trong bụng á không bà cô bác? Không biết được nữa. Mà anh lúc nào cũng lạc quan hết. Dạ được. Làm bữa giờ anh cũng bỏ thuốc luôn ha? Không, hết uống thuốc được rồi. Hết uống thuốc được luôn. Thuốc nam dành nó không uống nữa. Thì gan nó bự.
nó bị ương lên á. Thế nó nói giờ uống vô là lên chạy thận là nó sẽ giờ chết liền. Nên nó không hút thuốc mình á. Thế thường quá, bữa nay là anh cũng được địa phương cho anh cái phiếu để nhận quà ha. Đúng rồi. Nhận quà. Nhận quà đầy đủ là thông tin với chữ ký ở đây đầy đủ hết bà cô ấy. Rồi anh giữ ha. Bữa nay là có quà của người chú của em với chị Hảo cô tầm độ á. Anh có gửi lời nào đến những cô bác giúp không? Thì em cũng cảm ơn đến cô chú các mạnh thường quân phát quà cho bà con cô bác. Dạ dạ. Rồi thôi anh nghỉ ngơi ha. Dạ dạ. Đây hiện tại là có rất là nhiều bà con cô chú được địa phương xác nhận là cũng những hộ khó khăn đang có mặt tập trung ở đây. Thì những phần quà đã được sắp xếp ở trên kia ông bà cô bác. Trong một cái nơi mà rất là sạch sẽ, khang trang mà hôm bữa là chị Hảo cũng đã gửi 50 triệu để tân trang sửa chữa lại những cái nơi quà, ở ngay cái xã để cho bà con ở đây nhận quà sạch sẽ thoáng mát. Đó ông bà cô bác. Đây, rất là khang trang, sạch sẽ luôn. Đây những phần quà mà những người cô chú sẽ nhận được gồm có 10kg gạo ngon, một thùng mì với 5 chai nước tương không bà cô bác. Thì đợt ở đây thì người chú của Phong là 20 triệu, thì chị Hảo với cô Tâm Độ anh Mỹ là 10 triệu nữa. Thì tổng cộng là 30 triệu mà phát hai địa điểm. Ở đây là địa điểm thứ nhất là dòng chôm Bến Tre là 40 phần đó không bà cô bác. Ở đây là có đội ngũ của chú Tư Thanh cũng đang ngồi ở phía bên đây. Đó, người chú rất là tận tâm với công việc mà đi xây dựng nhà cửa. Phó chủ tịch ủy ban nhân xã đúng không? Dạ thì kính thưa bà con cô bác, thì hôm nay được sự hỗ trợ kinh phí tặng quà cho bà con hộ nghèo trên địa bàn xã, được sự hỗ trợ của cô chú. Cô chú của anh Phong, chị Hảo, chị Tâm Độ ở Mỹ hỗ trợ cho bà con mình những phần quà giúp bà con mình trang trải đỡ đần trong cuộc sống. Thì kính thưa quý bà con cô bác, phải nói là trong thời gian qua được sự quan tâm chia sẻ yêu thương của gia đình chị Ngọc, gắn kết kết nối những mạnh thường quân quý nhà tài trợ về đã hỗ trợ những cái công trình nhà tình thương, về công trình trụ sở của ấp và những phần quà cho bà con mình. Thì hôm nay chị Ngọc tiếp tục là cầu nối cùng với các anh trong nhóm về để hỗ trợ kết nối cùng với những mạnh thường quân hỗ trợ cho bà con nghèo những phần quà hôm nay. Thì tôi cũng mong rằng bà con mình nhận được phần quà này, mình cũng ghi nhớ sự chia sẻ yêu thương của quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm đã quan tâm chia sẻ, thấy được những cái khó khăn của mình, đã hỗ trợ những phần quà vật chất cho mình để đỡ đần trong cuộc sống. Cũng mong rằng bà con mình phải cố gắng làm ăn, chí thú làm ăn, vượt qua cái khó khăn, vươn lên thoát nghèo. Trong đó thì mình phải nhớ mình cũng phải có cái tự lực cánh sinh, rồi ráng cố gắng, mình ở gia đình mình cũng có con em, cố gắng là cho lo cho con em mình học đến nơi đến chốn để thành tài, sau này giúp ích cho, thứ nhất là cho gia đình, cho quê hương đất nước và cho xã hội, cũng như mấy anh chị ở đây. Thì cuối lời cũng xin kính chúc cô chú của anh Phong, chị Hảo, Tâm Độ, anh chị Ngọc cùng các chú trong đội cờ đỏ mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công, gia đình luôn luôn mạnh khỏe, và xin phép được nhờ quý anh chị kết nối những mạnh thường quân, quý nhà tài trợ, nhà hảo tâm để chia sẻ yêu thương đến những người khó khăn ở vùng nông thôn. Dạ, xin cảm ơn và xin hết ạ. Dạ, thưa Vinh Tư, thì hôm nay là cũng rất là vui khi được mấy anh mấy chú là cùng tụi em đây đi qua đây để phát quà cho bà con. Thì mời anh Tư có vài lời với bà con ở đây ạ. Dạ anh, mời anh Tư đây.
đứng đây cũng được. Dạ dạ. Trước tiên thì so kính lời đến quý chính quyền địa phương cùng tất cả quý bà con ở địa phương này, thì cũng được cái sự hỗ trợ của cô Tâm Ngọc chuyển từ cái phần quà của chị Hảo này hả? Dạ chị Hảo. Dạ chị Tâm Hảo Đậu, để chuyển đến bà con những cái phần quà yêu thương. Và hôm nay thì nói chung anh em chúng tôi nó cũng có hai công việc để hợp tác cùng cô với lại Phong Nguyễn đến đây vừa phát quà và đến khảo sát để mà trực tiếp để mà thực hiện cái căn nhà cho cái hộ gì cho gần đây hả cô? Dạ. Dạ. Chỗ em Phở. Dạ. Thì nói chung hiện giờ anh em chúng tôi có mặt ở đây thì cũng chia cái niềm vui với tất cả bà con có mặt ở đây. Và trước khi dứt lời thì cũng không quên chúc tất cả quý bà con nhận được phần quà vui vẻ, hạnh phúc. Và đồng thời cũng như cái chú Phó Chủ tịch đã trao đổi, cũng gắng cố gắng mình làm để vượt qua cái khó khăn trong cuộc sống. Thì mong tất cả quý bà con thì cũng lắng nghe cái lời chia sẻ của chú Phó Chủ tịch, thì cũng chúc tất cả bà con được khỏe mạnh. Dạ. Dạ, dạ xin cảm ơn anh Tư rất là nhiều ạ, với mấy chú rất là nhiều ạ. Dạ thì lời nói đầu tiên xin cho vợ chồng Tâm Ngọc cùng Phong Nguyễn gửi lời chào đến tất cả mọi nhà, mọi người, tất cả quý mạnh thường quân trong và ngoài nước ạ. Thì hôm nay cũng nhờ cái sự trợ duyên của cô chú của Phong Nguyễn, rồi của chị Tâm Đậu và chị Hảo Đỗ ở bên Mỹ. Thì nói đến chị Hảo Đỗ thì quý bà con cũng biết rồi đó, chúng ta được ngồi trong căn phòng mát mẻ như vậy thì cũng có được cái sự trợ duyên của chị Hảo bên Mỹ. Là trước là chị Hảo gửi bên Ly là 50 triệu đúng không Ly, để sửa chữa cái chính á, là tâm chị Hảo muốn là bà con đến đây là cái phòng này là hai hợp dân, hai nữa là hai nhận quà. Nhưng mà cái phòng hồi trước bà con thấy đó là cái chỗ là ngồi là mưa gió tạt, thì cái kinh phí xã cũng có nhưng mà cũng thưa với bà con là chăm lo dân nghèo rất là nhiều nên cũng phải chờ đợi. Thì chị Hảo về, chị Hảo sốt sắng là chị Hảo nói thôi thấy vậy thương quá, thì chị Hảo nói là thôi chung tay với xã để sửa cái chỗ ngồi cho bà con khỏi bị mưa gió rồi có quạt mát như thế này. Thì trước tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp của chị, vợ chồng em chân thành biết ơn chị rất là nhiều. Mong chị cũng thưa với bà con, sẵn em thông báo luôn là 10 tây tháng 9 này chị Hảo sẽ về rồi. Bà con nghe là chị Hảo về bà con có mừng không bà con? Dạ. Dạ. Là bà con sẽ được gặp và bà con cũng sẽ được trao những phần quà yêu thương nữa. Dạ thì cũng thưa với lại bà con, hôm nay là vợ chồng em rất là vui. Là tại sao là vui hơn mỗi lần? Là hôm nay là được coi như là anh Tư là bên với lại mấy chú mấy anh, dù là rất là xa, bên Túc, bên Cần Thơ, bên huyện Cờ Đỏ đúng không anh Tư, mà dẫn qua bên này để coi như là hôm mấy hôm trước thì bà con cũng có coi là hoàn cảnh của em Phở đó, thì cũng được hôm nay là cũng được sự trợ duyên của anh Thái và chị Thu Hà là hai vợ chồng ở bên Mỹ, cũng có cái tấm lòng vàng là gửi tiền về để xây dựng cho em Phở một căn nhà. Nên hôm nay là tụi em đi một công đôi việc, thì cho em cũng là báo chính xác là hôm nay là cái số tiền của chú của Phong là 20 triệu, rồi chị Hảo với chị Tâm Độ là 10 triệu, rồi em Mai là 10 triệu. Thì em mua 150 phần quà, thì thiếu bao nhiêu là vợ chồng Tâm Ngọc đây bù thêm vô, là chung tay cho, xin là cô chú anh chị là cho phép vợ chồng em thêm một chút xíu để chung tay với anh chị phát quà. Hôm nay thì do cái nhu cầu là ở em Ly, là em Ly nói là ở đây là có 40 hộ khó khăn đúng không, khổ coi như là em theo cái nhu cầu
chứ em không có biết bao nhiêu. Thì em hỏi là Ly ơi, ở dưới chỗ em thì cần bao nhiêu, thì Ly có nói là 40, thì em chia đây đủ số 40, còn lại là 110 phần nữa thì em chia cho Hậu Giang là 60 phần, còn 50 phần là em chia cho Bạc Liêu. Thì hôm bữa nay tụi em ở đây thì ngày mai sẽ đi qua bên Hậu Giang phát luôn, nhưng mà cũng xin quý ông bà cô chú anh chị là thông cảm cho tụi em. Đúng ra là tại vì theo cái nhu cầu của quý Mạnh Thường Quân là muốn nhân ngày Du Lan Báo Hiếu rằm tháng 7 thì sẽ phát cho bà con là đúng ngày rằm, cho bà con có cái niềm vui. Nhưng mà Phong, bà con cũng thấy là Phong lên clip là Phong đang bị mổ ruột thừa nên là trễ nãy, thì em cũng xin lỗi về cái phần đó, là cái này là ngoài ý muốn. Chứ khi mà nghe quý Mạnh Thường Quân gửi tiền về thì em nói thiệt là em rất là xúc động luôn. Tại vì mấy anh mấy chị ở rất rất là xa nhưng mà quan tâm tới bà con nghèo. Ở đây tụi em làm không được là tụi em rất là dở, nhưng mà thông cảm cho tụi em. Cái này là ngoài ý muốn, chứ tụi em nghe tiền về là mừng dữ lắm, muốn chạy liền không á. Nhưng mà Phong thì bệnh nên bác sĩ kêu là kiên cử. Bữa nay là cũng được mới có hơn tuần hả Phong? Hơn tuần à, mà bác sĩ nói đi được là Phong phóng đi liền á bà con. Thì sau cùng là cũng cho Tâm Ngọc không biết nói gì hơn, gửi đến quý Mạnh Thường Quân lời cảm ơn sâu sắc nhất. Rồi là đội từ thiện coi như làm không đồng của bên anh Tư Thanh, mấy chú mấy anh, là Tâm Ngọc cũng xin chân thành cảm ơn rất là nhiều. Rồi coi như là quý Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước đã gửi cái yêu thương đến cho bà con nghèo. Thì chúc mấy anh mấy chị sức khỏe là bình an. Riêng cái đội của anh Tư thì những cô chú lớn tuổi không hả, ngưỡng mộ dữ lắm luôn. Thì cũng mong là mấy anh mấy chú là luôn được dồi dào sức khỏe bình an, là để giúp là sống lâu trăm tuổi nha mấy chú mấy anh, để giúp đời giúp người. Chứ còn nói thiệt cái tuổi này là mấy anh là đúng ra là phải nghỉ ngơi, đâu có ai mà đi làm chi cho cực. Thí dụ vậy đó, là người ta không có cái tâm cái đức. Còn đối với anh Tư là nói thiệt, tiếp xúc được với lại kết nối được anh Tư là tụi em rất là mừng, cũng như là mấy anh mấy chị chỉ dạy cho em những điều hay lẽ phải. Như anh Tư nói là những cái câu nói là tụi em rất là coi như là nói sao ta sao anh Tư dạy em cơ, anh Tư nói, anh Tư nói những câu nói rất là tâm đắc luôn, nói thiệt rất là tâm đắc nè. Nước mắt chúng tôi là để dành cho người nghèo đó, rồi nhiều dữ lắm. Rồi là nói là tâm sẽ truyền tâm, tâm truyền tâm là cho những người có cái tấm lòng coi như là cao cả, làm những việc là mang tính nhân văn ý nghĩa. Nên là như ngày qua em nói anh Tư á, anh Tư nói là em nói với chồng em xúc động lắm. Anh Tư nói nha, em nói vậy nè, thôi em sợ mấy anh mới đi làm về cực quá, sợ mấy anh đi xa xôi. Anh Tư nói không có đâu, có bà con nào mà gửi tiền là cô cứ điện cho tôi, tụi tôi đi làm mừng cho bà con là tụi tôi không có mệt gì đâu, về làm không có mệt gì đâu cô. Trời ơi nghe xúc động ghê luôn, về làm không có nghỉ ngơi. Ngày qua anh đi xây nhà về rồi là bắt đầu bữa nay là đi qua mà xa, bà con biết là đi cả trăm mấy cây số, là 200 cây số mấy anh vẫn đi phà phà luôn. Anh Tư có lẽ là trời Phật, anh làm mấy anh mấy chú làm những việc thiện lành nên trời Phật cũng độ cho mấy anh mấy chú sức khỏe, đúng không anh? Dạ. Ra lúc nào cũng vậy, chứ chú cô thấy là cá nhân mình cũng đâu làm được, mà nhờ quý Mạnh Thường Quân chung sức giúp tiền mình mới có thể thể hiện cái sự yêu thương đó được. Chứ thật ra cái công sức không cũng mình cũng đâu có hình thành được. Thành ra cũng rất biết ơn gia đình cô cùng với cháu Phong Nguyễn đã chia sẻ yêu thương, rồi kết nối cùng cái tổ chức của chúng anh để mình hợp sức, mình xóa đi cái sự khó khăn của bà con địa phương mà gặp phải. Thì bữa nay nói chung anh thay mặt tổ chức rất là vui, cũng rất biết ơn quý Mạnh Thường Quân đã trao gửi cái yêu thương từ cái nấm gạo cho tới cái những cái mái nhà ngoài đi Hậu Giang, thành lòng tri ân tất cả quý bà con. Dạ thưa cô. Cảm ơn anh ạ. Dạ thưa chú, thì con thấy hầu như trong đây là chú là người lớn tuổi nhất đúng không? Dạ thưa chú có suy nghĩ về sao mà chú
chú không nghỉ ngơi mà chú vẫn đi giúp bà con nghèo ạ. Thấy nói chung thì cũng đây thấy bà con nghèo thì mình cũng phải đi giúp đỡ cho bà con nghèo cái một cái gì đó cho bà con nghèo nó cũng đã được rồi. Dạ thưa chú, cái này cái điều tế nhị nha, nếu mà ở nước ngoài con không dám hỏi, nhưng mà Việt Nam thì do con mạnh khỏe tội. Thưa chú, năm nay chú bao nhiêu tuổi ạ? Dạ 72 tuổi. Dạ, dạ thôi chú đi cho. Con 72 tuổi bà con. Bởi vì anh Tư dùng nói là cái từ là nước mắt dành cho người nghèo là đúng với là cái đội từ thiện thông đồng của đúng rồi, đúng không? Lớn tuổi nhưng anh em là cũng tích cực, và trong đó cũng có cái số anh em trẻ lúc đi dựng nhà tôi, cái đồng thể này cũng đông lắm, đồng. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái phòng vẫn còn hai cái quạt loại quạt cao á. Tại vì đó em tính mua mấy đồ chiếu để mình quét sạch để dắt tối cho mấy chú. Dạ thưa bà con, thì hôm nay mình được nhận quà của cô chú, của Phong với lại của chị Hảo với chị Tâm Độ ở Mỹ, là bà con có vui không ạ? Dạ. Chị Mai nữa, quên nữa, Mai Đài Loan. Vui ạ. Hôm nay bà con có khỏe không? Dạ. Dạ. Hôm nay bà con có khỏe không bà con? Dạ. Con mong là cô á là giữ gìn sức khỏe, rồi chị Hảo con về là thế nào là Tết là cũng phát quà nữa. Là chị đã lên kế hoạch rồi, bà con yên tâm nha. Dạ chị Hảo chứ không phải con ăn ké thôi. Dạ, con ăn ké. Với lại cũng thưa với bà con là tại vì quen miệng rồi, mấy anh này nói vậy chứ nhờ sự kết nối của Phong Nguyễn nè. Chứ không phải của Tâm Ngọc nha bà con. À, bây giờ sẵn em đính chính luôn. Là cái kênh Tâm Ngọc Bình Dương á, là cũng thưa với bà con lúc trước á, thì Phong đi là có Quy đồ theo hỗ trợ, nhưng mà hôm nay là Quy có việc nên là không có đi theo. Nhiều khi cái máy quay nó nóng cái nó mất hình, nên là anh Tâm là cái việc chính á, là anh Tâm sẽ ghi hình lại để hỗ trợ cho Phong Nguyễn, là lắm lúc mà những cái đoạn phim nó bị hư á, còn Tâm Ngọc lên là lên cho vui, ghi lại kỷ niệm thôi. Nhưng mà hứa với bà con, nếu mà bà con ủng hộ á thì anh Tâm có tiền là sẽ bao nhiêu là sẽ gửi cho Phong làm quỹ hết. Còn tụi em từ trước tới giờ làm mạnh thường quân, sau thì tụi em vẫn tiếp tục vậy. Cầu mong là trời Phật độ cho mình rủng rỉnh có vài đồng là mình cứ đi xả láng luôn. Chứ không phải là cái nghề của tụi em là YouTube đâu nha. Cái này là dành hết cho con trai Phong Nguyễn. Dạ, xin cảm ơn bà con rất là nhiều. Dạ. Vậy thì Ly, vậy mời dạ. Những cụ lớn tuổi nè, trước đi anh. Rồi, mời kêu. Rồi, sau đây cô bác sẽ được nhận quà không bà cô bác ơi? Đó, xong anh. Rồi bây giờ là sẽ đại diện 10 cô bác lên để nhận quà. Dạ, dạ. Chưa, xin phép à. Dạ. Dạ, em xin phép được thay mặt Ủy ban dân xã Phước Long gửi giấy khen đến chị Hảo Đỗ, nhờ anh Tam Thị Ngọc gửi giúp và chuyển lời kính chúc chị Hảo Đỗ luôn luôn mạnh khỏe. Vậy vợ dạ. Chồng em thôi đại diện nhận nha, nhận cho chị nha chị. Dạ, rồi. Xin thưa với chị Hảo nhà mình, đây là một giấy khen mà em nghĩ không phải là lần đầu tiên, nhưng mà em thấy chị nhận rất là nhiều cái lời biết ơn của chính quyền địa phương. Thì đây là giấy khen của chị Hảo Đỗ Việt Kiều Mỹ. Việt Kiều Mỹ, chị đã trao quà với lại là cũng gửi. Trong lúc qua nhận bằng khen đi luôn. Ôi, chị ơi. Anh nè, chị nhận giùm em đi chị. Dạ, chị yêu ơi, chị nhận bằng khen giùm em luôn đi. Giấy khen giùm em luôn đi, em khỏi nhận nha. Dạ. Đây, chị, anh cảm ơn chị vài lời đi. Dạ chị, chị khỏe chị. Rồi thôi. Dạ, khỏe, cái này là ở địa phương, ở chỗ Bến Tre á chị. Dạ. Phước Long á chị. Đây nè, cái nhà văn hóa chị gửi 50 triệu á. Hôm nay tụi em được mấy quạt đồ hen của chị nè, hen rồi sơn phết đồ đẹp, mát mẻ dữ lắm. Cảm ơn chị yêu nha. Dạ. 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 Nhớ ra chú này rồi. Dạ. Nhớ ra rồi. Cái anh này phó chủ tịch đó chị. Gặp mặt cháu rồi. Dạ.
Dạ cảm ơn chị. Dạ, dạ xin gửi dạ chúc chị luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc. Dạ dạ cảm ơn chú cũng vậy nha. Dạ cảm ơn chị. Dạ hai tuần nữa là chị có mặt ở Việt Nam được rồi. Dạ dạ dạ, dạ. Trời đã đi tới bên xe rồi đó hả? Dạ đi mau vậy. Dạ tưởng dạ trên xe còn đang ngủ tại đêm qua Ngọc đâu có ngủ đâu. Dạ chị ơi chừng nào chị về em mời chị về Bến Tre nghe chị. Chị xã em nha. Dạ. Dạ. Dạ chắc cũng về Bến Tre đó tại vì tùy theo anh Ngọc không cho đi là không dám đi đâu. Dạ. Dạ mô phật à, tội lỗi nha chị. Em cầu muốn chết luôn. Ngủ trên xe thì gọi anh Phong là để nói đừng có nói to để cho yên cho Ngọc ngủ. Dạ. Dạ. Ai ngờ đã dọc tới Bến Tre là sợ thật á. Dạ. Trời ơi. Rồi. Xin chân thành cảm ơn chị yêu của em nha, chúc chị sức khỏe nha. Dạ, ông chị cảm ơn Ngọc. Dạ. Dạ, dạ. Dạ. Rồi giờ để mời bà con lên nhận quà của chị nè nha chị. Dạ, cảm ơn. Rồi, dạ. Rồi, thôi nhận quà thôi. Dạ. Dạ, dạ, dạ chị yêu. Dạ, dạ. Dạ, mời bà lên đây đi ạ. Dạ không? Dạ, không. Dạ, đi lên đây chụp với tụi con bôi hình. Rồi. Giờ giây phút hạnh phúc của những bà con nhận những phần quà yêu thương từ phía cô chú của con. Đuổi thì mời anh này nữa nè. Chị Mai ở đây luôn. Dạ. Mời chị. Ôi, không được. Vậy ngồi đây đi. Có em bé hả? Mời chị đi. Nè, mời chú. Dạ. Đây. Ưu tiên cho mấy trẻ em con hả? Lên đây đi ba đứa. Có phiếu không? Rồi lên đây. Lên đây luôn. Trời ơi, cưng quá vậy. Đủ chưa? Hai đây nữa. Đây nè, con đứng đây bé, con đứng đây. Con còn hai phần dưới đây nè. Có người đó, rồi đứng đi. Rồi con em bé nè, con có không? Con có phiếu không? Không có con đó. Rồi còn bé nào nữa? Cho cô một lần trước. Dạ, không. Cô này tội nghiệp tổ xịt đùng dữ lắm. Cô cầm cái này ra ngoài. Đây nè, cô đứng đây cô, đứng đây cô ơi. Đây, con qua đây, nè, chị đứng đó đi, đứng đây. Chị qua đây nè. Dạ. Rồi mời thôi, mời cả nhà mình lên chụp bao hình kỷ niệm đi. Dạ, mời anh Tư với mấy chú ạ. À. Dạ, dạ. Đi cô ra đây cô. Dạ. Những phần quà yêu thương từ từ chú anh chị mình kinh phong vừa cái nắng nè con rất là nóng. Cô này nè ở đâu ạ? Cảm ơn con nha cô. Dạ cô về vẽ nha. Thì bà con ơi, hôm nay là bà con nhận 10 ký gạo thơm, một thùng mì với lại 5 chai nước tương nha. Bà con nào kiểm tra mà không đủ thì báo cáo để liên hệ với ban tổ chức. Dạ để con đưa thêm nha. Dạ. Rồi, cô chú về tự nhiên nha. Đây, hồi nãy đại diện là bên trong, còn bây giờ là để sẵn vào đây cho bà con lấy cho nó nhanh hơn. Lấy gạo trước đi rồi lấy mì á. Anh Năm Dương. Đây con mượn mít mấy. Anh Năm Dương. Nghỉ ngơi đi mấy. Đây. Đây cô chú đang đem ra tranh thủ đem rất là nhanh. Rồi bà về nha. Chúc bà sức khỏe. Cô cảm ơn nhiều. Dạ dạ. Ngồi, dạ. Cái nó. Dạ không sao đâu. Dạ cô cảm ơn rất là nhiều nha. Rồi cô về giữ gìn sức khỏe rồi nha. Dạ. Dạ. Cho gạo thì cô có cho con cháu nội cô nó ăn nha con. Dạ. Dạ. Cô cảm ơn cả nhà trợ luôn nha con. Dạ không sao. Dạ. Cô về đi để nắng. Dạ. Con không lấy cái đó đâu. Dạ được. Đây người bà đang chờ con cháu hả bà? Chứ bà dinh gì nổi? Chờ nó chứ gì nổi. Ở bà giữ gìn sức khỏe rồi nha. Cảm ơn. Dạ. Quá trời. Bà nay bao nhiêu tuổi rồi? 82 không à? 82 tuổi quá trời lớn. Đây con chở. Có anh này chở về giúp.
hầu như là những cái hoàn cảnh mà Phong Nguyễn đã ghi hình qua chia sẻ đó ông bà cô bác, thì bữa nay đều có mặt trong chương trình để nhận quà. Đây là tổng cộng hết là 150 phần quà, nhưng mà ở Dòng Chôm Bến Tre ở đây là 40 phần quà. Đó, đây đầy đủ hết quà cáp. Đây còn những phần quà sao chót thôi. Thì có những người cô là nhờ những người lối xóm để chở đi giúp. Những hộ đây là được xác minh, gửi phiếu thực tế rõ ràng không bà cô bác. Ở đây cũng là một cái vùng nông thôn ở khu vực Bến Tre. Thì trong chương trình ngày hôm nay Phong Nguyễn cũng rất là biết ơn, cảm ơn những nhất là cô chú của Phong, chị Hảo, cô Tâm Độ ở Mỹ, chị Mai Thị Loan nữa hỗ trợ những phần quà quý báu, giúp cho bà con về chừng hạt kẹo nghĩa tình, giọt nước tương, rồi thùng mì nữa. Em nói cái thùng mì luôn kiểu nhà anh làm mưa ngoài nắng không uống em làm cầu chứ biết mình làm cái nắng cầu rồi làm suốt mà tháng này tháng bây giờ con trong chơi rồi má ơi. Hôm nay bà con vui mừng, mình mừng quá hả ba. Yếu vậy mà nó không vất đất quá nhanh tay dạ. Rồi thôi mình kết thúc chương trình luôn qua má, còn có mấy phần quà sẵn mình kết thúc luôn á. Đi năm đây giao kia nữa đây là cậu vậy thì ra gỡ đầu anh em về đóng luôn đi. Đây, 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 đây. Không phải gỡ đồ chai nó đem về đóng cho anh Hâm lại giùm. Trong đó có gái không ấy, hồng ra hai phần không biết trong nhà ta chỉ tổ đúng không? Nhà văn hóa sửa lại đây đẹp quá chị. Dạ. Hồi nãy chị Ngọc. Dạ, nãy chị Ngọc nói tháng 9 chị về nữa bà con mừng quá. Không dạ, không dài cái. Đây, địa phương dạ. Dạ. Sao có suy nghĩ gì? Thế chung thì hôm nay sắc thì sắc được chỗ cô Ngọc thì sau đó mạnh quân hỗ trợ cô Hảo thì cho hỗ trợ quà cũng như là tiền vật chất cho bà con ở địa phương, thì nói chung thì mang đến chất là người dân. Thì ở địa phương thì cũng trước thì xin chân thành cảm ơn chỗ cô Ngọc đã kết nối, cũng như cảm ơn cô Hảo đã chia sẻ giúp đỡ cho bà con nghèo ở quê, cũng trang trải trong cuộc sống trong thời gian điều kiện còn nhiều khó khăn. Thì mong cô Ngọc tước thì xin chúc cô Ngọc, cô Hảo luôn luôn mạnh khỏe, tiếp tục kết nối để hỗ trợ cho nhiều bà con nghèo quê hương tiếp tục có cuộc sống trang trải trong thời gian tới. Đó. Kết luôn hả Phong? Thôi vậy sau cùng cũng xin chúc tất cả các quý mạnh thường quân cũng như quý khán giả của kênh Phong Nguyễn, mọi người được nhiều sức khỏe và nhiều may mắn trong cuộc sống. Và cũng cảm ơn chính quyền địa phương đây cũng đã hỗ trợ cho đoàn được phát quà thành công tốt đẹp. Và hẹn bà con vào clip sau.